chua Kim Cang đúng không? Kim Cang bất bại luôn, thiết kế rất là đẹp mọi người. Đó, mọi người thấy con rồng chỗ kia đang xây ha. Đây là cây, một cái cây cây cái cây cầu rồng đấy mọi người, một cái cây cầu rồng bước lên là bằng đá, dưới đây là sông. Đó mọi người, bên cái con rồng nữa nè. Đó mọi người, đã có đầu con rồng nè. Đó nè, đây cây cầu rồng quá đẹp luôn, tính là làm đẹp hơn Sài Gòn. Sài Gòn làm mới có cây cầu này bật ngang mà làm cầu kỳ ha. Ủa góc là đẹp mà, đứng đứng nhìn nó chụp qua nè, đứng nha này, chụp lên lấy đầu rồng luôn. Hello anh em, đầu rồng đây đó, đầu rồng cầu đó, view khá đẹp. Ở đằng sau mình thì đang xây mọi người, đó đang xây cái tượng Phật đó, hay nè. Đó, xa xa kia thì có cái cầu rồng nữa. Sao không tô màu ra, tô màu nữa. Chưa xong rồi. Cái này không có gì. Cùng con rồng mà đẹp nữa. Rồng lân rồng phụng luôn. Mới làm. Nó làm hay chứ. Đẹp. Làm bằng xi măng người ta, chán hay. Tất cả. Một. Con rùa nè mọi người, con rùa. Nè con rùa, con phụng, con cái gì? Rồng. Nạn rồng, nạn lân, lân, lông lân quy phụng, lông lân quy, lông lân quy phụng nè. Nào lụm cái lỗ tai à? Không lụm. Lỗ lỗ tai không? Có. Có lỗ tai này nè. Nè, hôm nay lỗ tai nè. Nào nào chơi bẻ không? Nít nè. Nhìn giống vậy. Tìm được cuốn.